bà Nguyễn Kim Mai, 52 tuổi, ngụ quận 11 thành phố Hồ Chí Minh, được thông báo tên mình bị ghi trong danh sách nợ xấu của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank, chi nhánh trung tâm Sài Gòn. Bà Mai liên hệ với chi nhánh ngân hàng để tìm hiểu về sự việc trên thì nhận được thông báo của chi nhánh ngân hàng về việc xử lý tài sản thu hồi nợ vay đối với bà do ông Phan Đình Điền, giám đốc chi nhánh ngân hàng ký tên. Kèm theo đó là hợp đồng thế chấp tài sản từ 3 cá nhân hoàn toàn xa lạ với bà Mai để vay số tiền gần 3,5 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 11 năm 2018, tiền nợ gốc và lãi là hơn 63 tỷ đồng. Bà Mai rất bất ngờ khi nhận được thông báo này vì bà chưa bao giờ đi vay vốn ở ngân hàng và cũng chưa bao giờ thế chấp tài sản tại ngân hàng nào, chứ không riêng Agribank. Bà Mai cho rằng có người đã giả chữ ký của bà Mai trên hồ sơ nhằm mục đích trục lợi cá nhân. Tương tự, bà Nguyễn Kim Lan, em ruột bà Mai, cũng bất ngờ với món nợ không hề vay, cả vốn lẫn lãi. Tính đến cuối tháng 11 năm 2018 cũng lên 6,3 tỷ đồng. Nhiều lần sau đó, chị em bà Mai tìm đến ban lãnh đạo chi nhánh ngân hàng để khiếu nại giải quyết sự việc, nhưng vẫn không được giải quyết. Chị em bà Mai yêu cầu ngân hàng cung cấp hồ sơ vay của bà, nhưng phía ngân hàng không cung cấp. Quá bức xúc, bà Mai làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an. Mới đây, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 đã có công văn chuyển vụ việc tố cáo của bà Mai đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế Agribank chi nhánh trung tâm Sài Gòn làm việc với những người liên quan đến sai phạm để bổ sung nguồn trả nợ, bổ sung tài sản thế chấp.